Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của em Triệu Khảng Trai. Và ngày hôm nay thì em vừa mới hoàn thiện xong một bức tranh được Khảng điển tích là Mai Xuân bằng chiếc điệu đỏ của Singapore, cực kỳ đẹp và đặc biệt. Các bác có thể thấy được là cái mẫu này á thì nhìn nó rất là lạ đúng không ạ? Và cái cảnh của nó thì nhìn cái cây hoa mai nhìn nó rất là già, cũng như là tổng thể của nó thì nhìn nó rất là cân đối. Bức tranh này thì được em Triệu làm trên nền gỗ gụ cũ quý vị ạ, và có kích thước chiều dài là 1m57, chiều rộng là 61 quý vị nhá. Đấy, với chất liệu ốc đỏ của Singapore thì cơ sở em đã làm vào đây những cái kỹ thuật rất là tinh tế, như là xe nặng hay là những cái kỹ thuật nhấn rồi tách tỉa ở trên bức tranh này thì rất là kỹ các bác nhá. Đấy, các bác có thể thấy này, chất ốc đỏ Singapore thì nhìn nó rất là mọng đúng không ạ, rất là mọng và sáng cũng như rất là trong đấy. Còn các bác nào mà đã có kinh nghiệm ấy thì các bác có thể thấy được là cái chất ốc của Singapore thì nhìn nó rất là sâu màu đấy. Đó, cái cây chủ đạo sẽ là cây hoa mai được mọc lên từ những cái tảng núi đá đúng không ạ, và ở tảng núi đá này thì cũng đã được xen kẽ là những cái cây hoa hồng như thế này. Những cái bông hoa hồng này thì đều được nọng các bác nhé, đều được nọng các bác ạ. Và cái lá hoa hồng thì cơ sở em đã cắt bằng chất liệu ốc là ốc xanh, còn cái bông hoa thì được nọng bằng ốc đỏ để khi mà chúng ta nhìn xa thì nó sẽ phân biệt ra được đúng không ạ. Hay là ở nhây có những cái tảng núi đá như thế này cũng vậy, bằng chất liệu ốc đỏ. Còn đây là những cái nùm cây, nùm cây được xen kẽ vào thì bằng chất liệu ốc xanh, hay là những cái cây cỏ xanh này như cũng vậy. Đây xem này, cái dáng của cây hoa mai này á thì nó rất là già các bác nhá, nhìn nó rất là sần sùi, hoa mai già cằn cỗi rất là đẹp. Ở bên trên cây hoa mai như thế này á thì cơ sở em đã thiết kế là rất là nhiều những cái loài chim khác nhau. Đây các bác xem, được tỉa tách cực kỳ kỹ luôn các bạn, rất kỹ. Ở những cái cánh như thế này á là đều được nọng các bác nhá, đều được xen nọng. Đây các bác xem này, đều được xen nọng. Và cái cánh con chim này thì sẽ bằng chất liệu ốc xanh, nọng ốc xanh. Còn cái thân mình của nó thì bằng chất liệu đỏ vàng chanh các bạn. Đấy, còn cái con này thì cái cánh thì sẽ bằng chất liệu đỏ, còn cái mình của nó thì sẽ được cắt bằng sắc vàng các bác nhá. Để cơ sở em sẽ phối hợp làm sao, bởi vì ở đây thì nó rất là nhiều chim khác nhau. Cho nên là chúng ta sẽ kết hợp làm sao để cho một cái bức tranh nó có những sự sinh động, cũng như là khi mà chúng ta nhìn vào thì nó sẽ toát lên được cái vẻ bình yên và vui vẻ ở trên bức tranh này. Ở phía bên này thì cơ sở em đã thiết kế là một cái đầm sen, và sẽ có những cái con cỏ đang là kiếm ăn ở những cái đầm sen như thế này. Đó, tạo một cái cảm giác rất là bình yên và nhẹ nhàng đúng không ạ? Ở bên trên này thì sẽ có bài thơ các bạn nhá. Một bài thơ. Đấy. Và ở đây thì ở bên trên trời xa sẽ có cái đèn én này, và sẽ có những con chim bay đang là bay về phía cây hoa ma, rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn rất là bình yên luôn. Đây các bác thấy chất ốc Singapore thì nó rất là mọng và sáng các bạn, rất là bóng luôn. Khi mà các bác chơi cái dòng ốc Singapore này xong là các bác nhìn xuống cái dòng Indo hay là ốc Nhật ấy thì rất là chán các bác nha. Đấy, bên này thì cơ sở em đã thiết kế là một đôi chim công để tượng trưng cho phu thê viên mãn ở bên này. Đấy, dưới này là cây trúc này. Cây trúc này thì tượng trưng cho là mùa hè các bác nhá. Đấy, cây trúc. Bên ngoài thì sẽ có những con bướm phụ họa làm cho cái bức tranh nó sẽ tăng cái phần sinh động hơn, cũng như là cái bức tranh nó sẽ cân cốt hơn, nó không bị trống quá. Và với cái phần khung ngoài này thì cơ sở em đã không khảm các bạn. Cơ sở em đã soi chỉ để trơn. Đấy, cái khung này thì là khung bản 6cm các bác nhá. Đấy, rất là dày dặn. Bên ngoài này thì được đấu, gọi là đấu niếp các bạn. Đây các bạn xem, chuyện công rất là kỹ. Đấy. Và quý vị nào mà có quan tâm đến cái bức tranh này của cơ sở của em thì các bác hãy vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0383639886 quý vị nhá. Và quý vị đừng quên ủng hộ em bằng cách là bấm nút đăng ký kênh, để mỗi khi em Triệu đăng video clip mới thì quý vị sẽ là những người nhận được đầu tiên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Xin chào.